anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt người càng giàu có thì chấp niệm với người đẹp càng lớn. Mà cụ thể nhất là việc YouTuber nổi tiếng giàu có vô cực, Hoa Park đã tỏ tình với nữ DJ Mie nổi tiếng của Việt Nam. Mie vừa chia tay với bạn trai cũ Hồng Thanh thì Hoa Park đã thẳng thắn chê bai ngoại hình của nam diễn viên này không xứng với Mie, ngỏ lời giúp Mie về đội anh tiêu tiền. Đáp lại Hoa Park, Mie đã có màn biến hình cực bánh cuốn. Chạy về phía anh, sao lại là váy cô dâu, chả lẽ Mie chốt đơn Hoa Park thật sao? Cụ thể câu tỏ tình của Hoa Park như sao, Hoa Park cao giáo có tướng lại nhiều tiền, Mie yêu không? Trước đây, Hoa có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Mỹ nhưng nay anh đã quay lại Việt Nam. Nhiều người cho rằng thứ Hoa Park rời bỏ lại không chỉ là nước Mỹ, mà còn có cả nhà hàng lẩu có thu nhập khủng mà anh đã dày công thành lập ở đó. Theo chia sẻ của Vương Phạm, người cùng góp vốn với Hoa Park, thì nhà hàng này ước tính lợi nhuận lên đến 12 tỷ mỗi tháng. Thậm chí nam YouTuber cũng tiết lộ riêng, nhân viên nhà hàng của anh có thể kiếm đến 8 tỷ mỗi năm, còn cao hơn cả thu nhập của một bác sĩ. Vậy việc từ bỏ tất cả về Việt Nam đồng nghĩa với việc không chỉ từ bỏ tâm huyết cá nhân mà còn ảnh hưởng đến việc làm của rất nhiều người. Dưới bài viết có nhiều bình luận cho rằng, nếu thực sự Hoa Park chịu từ bỏ những thứ đó vì DJ Mie, thì cũng đáng để cô xem xét lại. Đoạn video mặc váy cưới chạy về phía anh của DJ Mie bị cư dân mạng soi ra, che này đã được diễn ra khá lâu mà đến bây giờ Mie mới quay che này. Chắc chắn đây là một lời đáp trả dành cho lời tỏ tình của YouTuber giàu sụ Hoa Park rồi. Không khiến mọi người đoán giả đoán non, Hoa Park sau một thời gian đã chính thức lên tiếng xác nhận đó chỉ là một tài khoản ảo, thậm chí còn tức giận vì bị đem ra bàn tán. Nhưng nhiều người tinh ý chỉ ra, tại sao đợi tới lúc tin đồn lan cả cộng đồng mạng thì chàng trai này mới chịu lên tiếng đính chính. Khó hiểu hơn là trong bài đăng, Hoa Park còn khéo léo quảng bá cho thương hiệu Valimia, người ta lại có dịp phỏng đoán rằng giữa hai cái tên Mie và Mia có sự tương đồng. Liệu rằng nick ảo đó có thực sự không liên quan đến Hoa Park không, hay anh chàng đang mượn gió drama để tiếp cận nàng búp bê DJ xinh đẹp thật cũng nên. Hiện tại dù cả hai bên chưa lên tiếng thêm về vấn đề nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng đẩy thuyền cho cặp đôi. Bạn có sẵn sàng leo lên chiếc thuyền này không? Hãy bấm đăng ký, bật chuông và like share để đón chờ những tin tức mới nhất của kênh nhé!